Hương Dừa chúc mừng. Chú Hương Dừa cũng chúc mừng Hà Tiên với mẹ nè. Chúc tặng Hà Tiên, dì Bích Liễu nè. Mấy dì tặng con quá trời luôn. Hương tặng chị nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền Bích Liễu nè. Đây là ai đây? Chúc mừng show diễn thành công, thương tặng chị Thu Thảo Sadet Fenty. Ủa anh Nhân Thảo nó không có đi phải không? Có mà. Ủa? Ủa? À, đúng rồi, chị có chụp hình với nó. Mệt quá giờ không nhớ hết đứa nào luôn. Vậy cô Dung Hải sẵn mừng con gái Hà Tiên. Rồi bó bông này của ai? Rất nhiều bông. À, chữ đó của ai vậy? Con gái đọc cho mẹ thôi. Con gái. Dung bé. À, Dung bé tôi tặng cô Yêu Ngọc Huyền. Dung bé ở Hà Nội. Dung bé là Hải Phòng chị Dung. Ở quên thì Hà Nội là Hải Phòng đó. Nhưng mà nó kêu Hải Phòng. Rồi cái này của ai luôn? Em gái Minh Thư. Em gái Minh Thư tặng cho Hà Tiên. Đây hoa lan Kim Hằng Phát nữa đó. Ngọc Huyền. Ờ có gì Kim Hằng Phát. Kim Hằng Phát. Ngọc Dung Hải Sản chúc mừng Ngọc Huyền. Và hiện diễn đây 3 tháng mừng sinh nhật chị Ngọc Huyền. Rồi nhiều bông của khán giả lắm, xin lỗi không có ghi tên, không nhớ hết luôn nha. Chúc mừng chị nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền Minh Thư. Rồi chúc mừng em nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đem diễn thành công cô Hải. Kim Thùy Kim Khiết thân tặng nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền. Phải giặt phải nếu mà chụp là phải chụp từ đây nè. À, từ đây nè, tú từ đây nè. Quả mai. Đó. Đẹp quá à. Tú để đó đẹp quá. À. Ờ cái này nè, được cái này nè, băng cục nè bỏ vô em. Rồi yến của yến của ai nữa vậy? Của chị hồi nãy là bốn cái biên với lại có ba bốn cái bao thơ nữa. Rồi không lên cho là đưa ra chi đấy. Đưa rồi. Này là của Hương cất mà chị. Hương cất. À, không sao thôi. Vui thương tặng nghệ sĩ Ngọc Huyền. À, Dân Nam Thúy Nguyễn chúc mừng con gái Ngọc Huyền, con cảm ơn má Thúy Nguyễn. À, hết qua chưa? Chưa. Nãy Huyền có tặng qua lại cho những người thương yêu của Ngọc Huyền như em Phạm Anh Tuấn nè, em Hải Châu giúp nè, rồi MC Tài Hoa Tấn Hưng của tôi nè. Trời ơi một rừng hoa. Ờ mấy cái bó hoa nhỏ nhỏ của má Dung Rạng Đông nữa, của anh Vũ nữa. Đó. Quá trời của cô Sáu nữa. Ê mấy cái bó hoa của cô Sáu nữa nha. Tặng nhiều lắm á, chị Sáu mình á. Chị Sáu, anh Sáu, má Bảy nữa. À, anh Sáu, chị Sáu của tôi đó. Dạ. Yeah. Huyền tặng lại hết bốn bó bông rồi. Rồi. Anh Lan Dương Thị đang... Rồi Hà Tiên vô ngồi đi con. Rồi cảm ơn nha. Rồi, con. Mẹ đang quay rồi đó con. Mình ngồi mình quay một suột luôn. Rồi, quay một suột luôn. Rồi, bây giờ còn mảng cục nữa mà không có treo lên hết thôi được rồi em. Em ơi, hôm bữa Nam Tống cho măng cục rồi, đã cuốn Phật rồi. Bây giờ Hương Cất á, mấy em lấy cái măng cục của Nam Tống xuống, mấy em để măng cục của anh Hương Cất lên đi em yêu. Ờ mở cái bánh ra đi Hà Tiên, con mở cái bánh của má của Danny tặng đó. Má của cậu Danny tặng đó. Cái bánh dễ thương lắm luôn. Không con thiếu ngủ, con tắt tiếng thôi chút xíu hết nè. Ngủ mai. Cái lộn bên này. Đây. Xoay ngược lại. Dạ, chúc mừng mini show Kiếp Tầm thành công rực rỡ. Cảm ơn má của Danny, lấy cái bánh ra luôn đi con, lấy cái hộp ra. Rồi để đó nha, rồi giờ Ngọc Huyền vô để cảm ơn nè.
cái gì vậy? Tụi đang quay rồi đó nghe. Cả nhà im lặng trật tự nha. Mẹ vô chăm đi. Rồi, cảm ơn lì xì của dì Thanh Loan Dương Thị nè, ai của chị yêu nè, của Andy Nguyễn nè, rồi này là của ai không nói tên luôn quên luôn, rồi chị Hoa nè, rồi của một em gái hàng cũng không cho đọc tên luôn, rồi xong đó. Hà Tiên nè cũng được lì xì nè, của dì Thanh Loan Dương Thị, của dì Hoa nè, rồi nãy là tiền của ai cho Hà Tiên đó mà quên rồi. Chị ý ở Úc tặng cho Hà Tiên nè. Còn đây tôi tặng chị Ngọc Huyền trang sức phụ kiện thân tặng bé Hà Tiên áo đầm. Cái này là của cậu Andy Tuấn, fan của mẹ. Mấy cái trang sức phụ kiện là mẹ biết là của cậu tặng không à. Ôi mấy cái nơi đẹp quá nè kinh. Đây là đẹp quá nè con. Đó. Wow, để lên phim sầu riêng được nè. Rồi, xong rồi nha. Rồi, cảm ơn cả đại gia đình thương yêu của Ngọc Huyền rất là nhiều. Đã tặng cho Ngọc Huyền hoa, đã tặng cho Ngọc Huyền lì xì, đã mua vé vào xem Cận Yến, rồi măng cục, rồi nữ trang, rồi quần áo. Cảm ơn nhà thiết kế Tâm Đường em trai của chị may toàn những bộ đồ đầm đẹp. Cho Hà Tiên bận cũng như áo dài đẹp của chị bận cũng các con xô. Rồi cảm ơn sự hợp tác của em trai Vũ Luân và em Phạm Anh Tuấn cho nên mini show của Vũ Luân và Ngọc Huyền thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn các má nuôi của Ngọc Huyền, các cô nuôi, chú nuôi, các anh chị kết nghĩa cũng như các tất cả các fan của Ngọc Huyền đã tạo nên một cái đêm diễn mini show kiếp tầm vào ngày 7 tháng 7. Hôm nay thật là vui và thật sự là một cái dấu ấn, thêm một show nữa của Ngọc Huyền kỷ niệm 40 năm ca hát. Rồi vừa như thế cũng chúc mừng sinh nhật Ly của mẹ, sinh nhật trễ tháng 6, cuối tháng 6 và qua tới tháng 7 luôn. Rồi cảm ơn ban nhạc của phòng trà Đồng Dao thật là hay, đã đánh live cho cả ekip hát hay. Cảm ơn phòng trà Đồng Dao, cảm ơn ban nhạc cổ Federal Thái Dũng và Thanh Long, cảm ơn đặc biệt tới MC Tấn Hân, cảm ơn mẹ Lệ Thủy, em Dương Đình Trí cũng gửi tinh thần ủng hộ con, cảm ơn em Hải Châu đã qua từ ở ngôi sao miệt vườn qua để mà phụ lo cho chị trong cái show này. Đặc biệt là cảm ơn team Khương Dừa tặng hoa cho chị, lo tinh thần cho chị từ dung dăng dung dẻ, từ vân vân và từ em Thùy Kim Khiết Diamond cũng đến đây hỗ trợ Ngọc Huyền rất là nhiều. Cảm ơn sự thương yêu của cả nhà, cảm ơn bác sĩ Sẻ đã vào tế bào gốc, vào máu, truyền tế bào gốc vào máu cho Ngọc Huyền để Ngọc Huyền khỏe. Rồi cảm ơn tất cả các fan của Ngọc Huyền, tất cả các fan nha, xin được cảm ơn chung cho Ngọc Huyền thêm một đêm diễn thật tuyệt vời tại phòng trà Đồng Dao. Cảm ơn toàn bộ ekip phòng trà Đồng Dao, từ âm thanh, biên tập cho đến ông chủ của phòng trà Đồng Dao đã lúc nào cũng thương yêu, lo show cho Ngọc Huyền. Rồi cảm ơn ai nữa con? Cảm ơn bố mẹ Ngọc Huyền và các con của Ngọc Huyền đã đồng hành để cho Ngọc Huyền có thêm một đêm diễn nghệ thuật thật là thỏa chí đam mê của mình. Rồi một lần nữa cảm ơn những người âm thầm đằng sau lưng hậu trường, những đứa em kết nghĩa đã lo cho Ngọc Huyền. Rồi cảm ơn cuối cùng là cảm ơn các fan của Vũ Luân, những người má nuôi của Vũ Luân và Vũ Luân cùng em Phạm Anh Tuấn đã cùng với chị
để chúng ta có thêm một show kỷ niệm trong cuộc đời đi hát của mình, được những cái show diễn để mà đem niềm vui, làm vui, làm đẹp cho đời, tô điểm thêm cho đời nhiều màu sắc, yêu thương, hạnh phúc và thành đạt. Cảm ơn tất cả nha. Nhà Tiên nói gì để đi con? Mẹ nói tốt quá rồi, con không có thêm gì vô nữa đâu. Rồi con vui không? Dạ vui. Rồi con cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa đi. Dạ, một lần nữa con cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, ekip, gia đình thân, fan và những người mà theo dõi. Cảm ơn. Chúc lại gia đình đình ta nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin chào. Hà ơi, tắt dùm video nè. Đẹp quá.